Xin chào mọi người, mình là Katie đến từ EMK Global. EMK Global là chuyên gia tư vấn du học và định cư Úc, có văn phòng tại Sydney, Perth và chúng tôi cũng có chi nhánh tại Việt Nam và Pakistan. Công nghệ thông tin là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trên thế giới. Đó là một ngành vô cùng đa dạng, luôn thay đổi và phát triển nhanh. Một trong những lý do hàng đầu để học công nghệ thông tin tại Úc đó là sự gia tăng về cơ hội việc làm. Theo báo cáo triển vọng nghề nghiệp trong vòng 5 năm tính từ năm 2026 của Cơ quan Nghề nghiệp và Kỹ năng Chính phủ Úc, thì nhu cầu nghề nghiệp trong ngành IT sẽ tăng cao. Cụ thể, mức tăng dự kiến cho lập trình viên phần mềm và ứng dụng sẽ tăng thêm 42.200 người, tương đương với tăng 27%. Quản trị viên hệ thống và cơ sở dữ liệu và chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin tăng thêm 29.400 người, tương đương với tăng 38,9%. Cả hai nghề này thì đều nằm trong số 6 ngành nghề có mức tăng việc làm dự kiến lớn nhất trong vòng 5 năm tính đến tháng 11 năm 2026. Ngành công nghệ thông tin là một lĩnh vực rộng lớn và có nhiều nghề nghiệp cho các bạn lựa chọn, như là lập trình viên phần mềm và ứng dụng, phân tích thông tin dữ liệu, kỹ sư máy tính, an ninh mạng, thiết kế và phát triển web, vân vân. Mức lương đối với ngành nghề công nghệ thông tin rất cao, dao động ở mức 110.000 tới 130.000 đô la Úc một năm. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về lộ trình định cư của ngành nghề này nhé. Như có đề cập ở trên thì trong công nghệ thông tin có rất nhiều ngành nghề, và dưới đây là một số ngành nghề phổ biến cũng như là nằm trong danh sách kỹ năng nghề nghiệp chung và dài hạn của Úc mà bạn có thể lựa chọn theo đuổi cho con đường định cư của mình. Một số ngành nghề bao gồm lập trình viên phần mềm và ứng dụng, lập trình viên phân tích, chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin, kỹ sư phần mềm, lập trình viên phát triển, chuyên gia đa phương tiện, kỹ sư hệ thống và mạng máy tính, nhân viên phân tích kinh doanh. Để được xét duyệt tay nghề đối với ngành nghề này thì bạn cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau. Thứ nhất đó là về bằng cấp. Về việc lựa chọn học một khóa học tại Úc thì các bạn hoàn toàn yên tâm vì tất cả các khóa học về công nghệ thông tin được thiết kế và đào tạo ở Úc đều rất đảm bảo về chất lượng. Chắc các bạn có nghe nói tới việc là cần học ở một trường được Hiệp hội Máy tính Úc ACS công nhận. Tuy nhiên thì số lượng trường được ACS công nhận không quá nhiều, vì vậy sẽ hạn chế cho lựa chọn của các bạn. Đối với các khóa học về công nghệ thông tin để xét duyệt tay nghề thì các khóa học cần đảm bảo. Nếu bạn tốt nghiệp khóa cử nhân thì cần có 33% số môn học về công nghệ thông tin. Nếu bạn tốt nghiệp khóa thạc sĩ 16 môn thì cần có 50% môn học về công nghệ thông tin. Khóa 12 môn thì cần ít nhất là 67% môn về công nghệ thông tin. Còn nếu bạn tốt nghiệp từ khóa cao đẳng thì cần cái điều kiện sau. Khóa cao đẳng 1 năm thì cần 100% các môn học đều phải về công nghệ thông tin. Còn khóa cao đẳng 2 năm thì cần 50% số môn học về công nghệ thông tin. Như vậy, nếu đăng ký khóa học được ACS công nhận thì các bạn không cần quan tâm đến điều này vì các khóa học này đều đã đáp ứng đủ. Còn nếu bạn đăng ký các trường ngoài danh sách thì hầu hết cũng đều được thiết kế để đáp ứng điều kiện trên. Nếu như để chắc chắn thì các bạn có thể xem các môn học và đăng ký cho phù hợp là được. Điều này đồng nghĩa với việc là nếu bạn có một bằng cấp không phải ở Úc thì vẫn có thể dùng để xin xét duyệt kỹ năng tay nghề ở Úc. Đó là điều kiện về bằng cấp. Ngoài ra thì bạn cũng cần phải đáp ứng điều kiện về tiếng Anh là IELTS 6.0 tất cả các kỹ năng, hoặc là bạn có thể thi thay thế. Tiếp theo đó là sau khi tốt nghiệp thì bạn cần có 1 năm kinh nghiệm làm việc full time hoặc là học khóa chuyên tu để thay thế. Sau khi đáp ứng được tất cả các điều kiện để xét duyệt kỹ năng tay nghề của Hiệp hội Máy tính Úc ACS thì bạn có thể nộp xin PR cho các loại visa 189, 190, 491, 186 và một số loại visa khác thì bạn có thể check trên website của nội vụ. Đây là ngành nghề khá phổ biến và đa dạng các nghề nghiệp khác nhau, cũng như là điều kiện tiếng Anh không quá cao. Chính vì vậy, nó là lựa chọn của nhiều bạn sinh viên. Do đó, sự cạnh tranh khi xin định cư đối với ngành công nghệ thông tin cũng khá cao. Tuy nhiên thì vẫn ở mức độ có thể đạt được mục tiêu. Cụ thể đó là mức điểm định cư với ngành nghề này Úc hiện tại đang ở khoảng 85 điểm. Công nghệ thông tin trong thời đại ngày nay đã trở thành một phần tất yếu, vì vậy nhu cầu nghề nghiệp với ngành nghề này luôn luôn cao. Nếu như bạn có đam mê về ngành công nghệ thông tin, hãy mạnh dạn lựa chọn ngành nghề này vì là mục tiêu hướng tới lộ trình định cư tại Úc nhé. Nếu như mọi người muốn được biết thêm thông tin nào khác về ngành nghề này, bao gồm chương trình học cũng như là thông tin di trú, thì các bạn hãy liên hệ ngay với EMK để được hỗ trợ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.